Mỗi lần cái tay chọt ra vô cái là nước hà xuống đèn nhá lên. Nguy cơ tử vong tao như chơi á. Đưa lên báo luôn được kìa. Đây là một vụ bắt cóc. Một sự xúc phạm nặng. Kêu tụi em làm sao thì tụi em làm vậy thôi. Chim cút chiên bơ. Xúc phạm nhan sắc người có chức vụ. Đúng là một con người thiếu văn hóa. Tôi gấp cái con mắm vậy làm cái gì vậy? Ôi thiếu con khỉ. Câu này chỉ nói với em 3-4 lần rồi. Nhiệm vụ của tôi thấy người là phải giới thiệu chức vụ. Dạ, em cũng tự giới thiệu với chị luôn. Em là đương kim nhà thầu tất cả trong trường học này. Dạ, xin bắt tay. Dạ. Ây, thật là thoải mái. Trời ơi, chị thấy không, cái toilet của chị ở đây em làm xong á, em còn dán 5 cái ngôi sao trước cái toilet nữa. Đúng, chất lượng đúng là 5 sao. Dạ. Tôi vô chuẩn, tôi gọi là nghiệm thu, tôi ngồi thử thôi. Mà chống trường đánh học sinh về hết rồi. Mà lao công phải vô kêu tôi ra tôi mới về. Chút xíu rồi chị cũng quên luôn. Bởi vậy, cái toilet tuyệt vời. Bây giờ em đề nghị chị gì nè. Sao? Bây giờ cái chỗ mà rửa tay đó. Dạ. Chị có thể cho thêm một cái đèn led vô trọng được không? Dạ, để nó chiếu lúc rửa tay nó, cái nó sẹt đủ màu á, cái nó cầm nó... cho tôi đi. Dạ. Tôi yêu cầu cậu hiệu trưởng đương kim bây giờ có quyền cho cậu một cái ý kiến như vậy. Dạ, dạ sao? Bao nhiêu tôi duyệt hết. Dạ sao chị? Nha. Dạ dạ. Chẳng những cậu cho cái đèn led vô mà cậu thay luôn cái dàn vòi cái bữa đi. Dạ dạ dạ. Bỏ cái dàn vòi khác vô. Dạ dạ. Mỗi lần cái tay chọt ra vô cái là nước phà xuống đèn nhá lên như vũ trường vậy. Bữa xong rút cái tay cái đèn tắt lại cái vòi nước phụt lên vậy đó. Được chưa? Dạ được, làm được hết. Dạ có thể là làm 7 màu luôn thì 7 màu giống như 7 sắc cầu vồng nó chiếu vậy hả? Sẵn cho trái cầu như vũ trường luôn đi. Trái cầu. Đúng rồi. Thiếu Nhi chưa bao giờ đi vũ trường đâu, không thấy cái vàng đèn đó. Là... để vô vừa mới bước vô toilet là đèn chá 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 chá. Chỉ việc vô rửa tay chân là đi ra. Ôi, được chưa? Dạ được. Em đi. Dạ làm theo ý chị. Được. Trời ơi. Dạ chị. Dạ. Chị đứng đây mà. Trân trọng giới thiệu với cậu. Dạ. Đây là thầy phó hiệu trưởng. Dạ. 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 Chạy rừng rừng gì đó hơi nông nổi chút đỉnh. Dạ. Dạ. Chào thầy phó. Dạ chào anh. Dạ. À, xin lỗi, tại có chuyện gấp quá em phải chạy như vậy. Chị ơi, chị coi giùm em mấy cái đề xuất mà em gửi lên phòng chị chưa vậy? Dạ, chị làm gì chị nhìn em dữ vậy chị? Đề xuất thì cũng phải có lúc, có chỗ. Không có phải lúc tôi đang tiếp khách một cái nhà thầu như vậy mà chạy rần rần ra hỏi đề xuất. Dạ, dạ không phải. Đề xuất gì? Đề xuất này gấp lắm. Tại vì phòng học á bây giờ là chật lắm rồi, mà thiếu bàn ghế rồi thiếu bảng nữa. Một bàn như vậy là bây giờ ngồi 6 đứa. Tụi nó ngồi chen chúng tụi nó học không được. Chị mua thiếu thêm. Bàn. Dạ đúng rồi. Thiếu bảng. Dạ. Quan trọng lắm. Nếu mà thiếu bàn, thiếu bảng là mình phải có cái vòi, cái bồn rửa tay với dạ, là dạ. Cái vòi hoa sen luôn chị. Dạ. Có. Hai cái đó tôi đã nói dạ. Là phải tay rồi mà. Mình mua hai cái đó liền cho tôi. Bàn bản mình tính sao? Dạ dạ dạ. Cái vòi hoa sen rồi có nhớ sen. Nhà đèn nha. Dạ dạ được, hoa sen có đèn. Chị. Cái gì? Đừng có níu kéo người tôi có chức vụ đừng níu kéo. Dạ, dạ, muốn gì nói. Em xin lỗi chị. Tại em là em đề xuất bàn với bảng chứ em đâu có đề xuất vòi hoa sen gì đâu chị. Mua cái đó chị. Mày, cậu không có biết cái gì hết trơn. Cậu cứ chạy rần rần không à. Không có suy nghĩ gì hết trơn. Đây tôi đã đề xuất cho cậu. Dạ. Cậu Minh nè phải không? Dạ dạ. Có nghĩa là những cái chuyện quan trọng là hai cái đó rồi. Dạ. Phải không? Bây giờ là mình thiếu bàn, thiếu ghế là mình phải sắm dạ. Gọi là dạ, cái dàn gạch đó chị. Cái dàn gạch đó mà gạch mà để mình lót cho nó đẹp cái toilet đó. Cái dàn gạch mà đang sàn. Sàn đó. Thấy cái sàn không? Dạ dạ không, cái đề xuất cái giấy tờ. Tôi biết cái đề xuất đó rồi, tại sao lại có một cái con người phó mà lấn trưởng chứ vậy không biết nữa. Dạ, dạ. Tôi đang nói chuyện mà cái nhào vô họng tôi hoài, người ta đánh giá cái trường mình. Chạy vô
lấy cái đề xuất đó ra đây cho coi cho. Dạ dạ, nếu mà chị đồng ý chị duyệt em vô em lấy liền. Dạ trời ơi, vô rồi dạ, mới nói chuyện gì nè. Dạ, cái xin trân trọng xin lỗi nhà thầu. Dạ. Thầy hiểu phó tôi là chạy như vậy không chứ không có đi bình thường. Dạ, dạ. Em bàn lại với chị gì bây giờ khi mình lót mấy cái sàn mà giờ mấy cái gạch mà đá mà đẹp đẹp á chị, theo gì của ý á thì nó là 1,7 triệu một thước vuông. Dạ. Là ý xịn đó nha. Dạ, ý còn xịn. Ý ẹ thì nó có 170 thước. Đó, đi đừng có lấy cái ý ẹ. Dạ, tôi mời cậu Minh phải không? Dạ dạ, cảm ơn chị trưởng. Dạ dạ, em đứng được là được chị. Dạ, thưa với cậu Minh là như thế này. Dạ sao? Tôi thì tôi không có rành về gọi là xây dựng. Dạ. Nhưng mà hồi đêm hôm qua khi mà tôi nghĩ đến cái sàn của cái trường tôi đó. Dạ. Thì tôi lên tôi có nghiên cứu. Nghiên cứu cái đó nó gọi là một cái loại đá mới. Không phải là cái loại đá ý thường hay là cái loại đá ý ẹ của cậu. Mà nó gọi là một cái loại Hoa cương. Hoa cương bỏ đi, trường tôi không có thích cái loại tầm thường đó. Dạ. Cái loại mới nhất là gọi là đá quạt. Ủa, em thầu cũng gần 20 năm rồi mà em đá gì em cũng biết mà em chưa có nghe đá gì mà đá... Cậu... Cậu à, cái đá đó là đêm hôm qua nó vừa mới ra thôi. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, tôi hiệu trưởng trường cho nên tôi đọc phải chuẩn để các cháu đọc theo tôi. Dạ. Đọc tiếng Anh, cong lưỡi lên. Hoặc... Đá... Bỏ đi, khó quá bỏ đi. Nói chung là cái đá quạt đó. Khó quá. Cái đá đó là quạt. Dạ. Cậu về đó là cậu lót hết toàn bộ cái toilet cho tôi. Dạ, phải lót hết sạch, hết cái đẹp của toilet. Dạ. Đúng vậy. Em mới thực hiện y như chị lại nói luôn. Em làm cho cái toilet mà chị vô mà chị không vừa lòng ra thì bao nhiêu tiền là em đền chị hết luôn á. Phải cậu Minh đây không? Dạ em chứ ai. Tôi với cậu đã ký hợp đồng với nhau bao nhiêu lâu nay rồi mà cậu nói câu vậy là xúc phạm đương kim hiệu trưởng rồi. Bao nhiêu tiền bây giờ cậu cứ ký đi. Tôi duyệt một mà tôi có thể duyệt lên tới 10. Được chưa? Dạ được chị, cảm ơn chị trưởng. Chị ơi. Ủa nãy mới đứng đây đâu rồi? Ở đây. Trời ơi, chị đứng rồi chị ngồi giống nhau quá. Dạ xin lỗi chị. Đây nè. Cái này là... Cậu vừa mới nói gì? Dạ em nói chị đứng với chị ngồi nó ngang nhau à. Một sự xúc phạm nhẹ của hiệu trưởng. Dạ. Dạ. Đợi tôi chút. Dạ. Tôi ghi vô đây. Dạ thôi. Tôi đưa kim hiệu trưởng mà xúc phạm nhan sắc người có chức vụ. Dạ. Cái chuyện đó mình tính sau đi chị. Thế bây giờ cái chuyện này gấp nè. Đây nè. Sao? Đề xuất của em nè. Với lại em có cập nhật thêm ở trong này á. Là mặt bằng mấy cái chỗ mà bây giờ sân trường rồi trong sàn lớp học á, bây giờ nó ổ voi không à, mà thậm chí có ổ khủng long nữa, nó bự lắm. Bây giờ chị cho lát gạch hết toàn bộ các lớp học giùm em nha. Phó hiệu trưởng. Dạ sao chị muốn em ngồi kế chị ạ? À? Thầy thông minh quá. Dạ. Dạ thầy rất là thông minh. Dạ cảm ơn chị. Cái đơn mà đuổi việc nó không biết ở trường mình nó còn in ra đủ không nữa. Sao đuổi việc em? Tôi báo cho cậu biết. Tại sao không suy nghĩ? Mình là nhà giáo mình phải suy nghĩ. Chúng tôi để lại những cái lỗ voi, lỗ khủng long là gì? Giữ lại tuổi thơ. Ủa sao kỳ á? Con nít bây giờ nó chơi game, nó chơi internet về nó cận thị, nó hư mắt. Đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi để lại những cái lỗ đây để làm gì? Nó chơi đấm bi, nó chơi đá cầu, nó dễ thương hồn. Bây giờ lắp lại những cái chỗ đó và nó rảnh nó làm cái gì? Một khi rảnh rỗi là nó sẽ sanh nông nổi. Đúng không? Rồi. Bỏ đi. Thầu ơi. Thôi đó, mà thí dụ như chị nói vậy đi em cũng chấp nhận được. Còn cái này nè, tầng nhà nè. Tầng nhà không có dính dáng gì tới tủ tơ của mấy đứa nhỏ hết. Mà bây giờ la phong nó rớt, một ngày nó rớt một miếng, một ngày nó rớt hai miếng. Hả? Trời nó rớt mà nhiều bữa chị vô. Trần sập ra. Dạ. Trần lỡ à? Trần nó sắp sập thôi. Sao không ai báo với tôi vậy? Bây giờ em báo nè chị. Đó thì chỗ đó đó, mình mới làm. Nếu mà vậy đó. Cái quạt máy á, sửa cái quạt máy đem vô toilet để quạt mấy đứa nó đi toilet đó, nó giải quyết nhu cầu nó nực quá. Thầy nó không có đi được. Thầy dẫn cậu Minh này đi tất cả các cái phong trần của cái lớp nào mà nó sắp sập đó, nó không chịu đựng được quạt máy, gỡ hết quạt máy đưa qua cho. Giờ cho em. Em gắn vào toilet. Bỏ đi. Đừng có lắp quạt máy. Dạ nè. Cái toilet của mình là toilet 5 sao. À dạ dạ. Quất đại cái máy lạnh. Trời chơi hai người lo cho nó mát. Trời ơi. Cái gì không mẹ? Mỗi lần đi toilet đắp mền hả? Chị ơi, hôm nay em có ý kiến gì nè. Dạ sao? Mấy cái phòng học mình bỏ hết đi. Ừ. Mình lùa học sinh vô trong toilet mình dạy học ở trong đi chị. Nhưng em thấy bây giờ cái cơ sở vật chất ở trong toilet nó còn tốt hơn là ở ngoài mấy cái lớp học nữa. Mấy đứa nhỏ la phong nó sập xuống, tụi nó cứ chung với gầm bàn tụi nó học. Trời ơi nhìn thấy rớt nước mắt đó chị. Một sự xúc phạm nặng. Ủa sao em nói gì em xúc phạm tôi hoài vậy? Nhan sắc của tôi cậu đem ra cậu đùa được.
Nhưng mà kỳ này cậu xúc phạm danh dự của tôi. Tôi là hiệu trưởng hay cậu là hiệu trưởng? Dạ chị là hiệu trưởng, nhưng mà em cũng là hiệu phó vậy. Tại sao học trò người ta tuổi thơ người ta hồn nhiên như thế mà lùa vào toilet để dạy học là như thế nào? Chứ em thấy bây giờ cơ sở vật chất lớp học thì không lo, mà chị cứ lo cái toilet không à. Bây giờ anh với chị nè, làm ơn đi đếm giùm em đi. Bây giờ cái trường học mình bao nhiêu cái toilet rồi? Trên dưới 20 cái toilet rồi. Trong khi phòng học thì thiếu mà toilet thì thừa. Không có đồng ý cái chuyện đó. Ai trưởng ai phó? Dạ em biết là chị trưởng, nhưng mà cái này là cái đóng góp chung. Tại sao kỳ vậy? Lúc mà chúng tôi không có toilet thì tất cả các báo mạng cũng như là báo tờ đều đăng là trường học không có toilet để phục vụ cho thiếu nhi, làm cho tuổi thơ bị dơ dớt. Bây giờ chúng tôi xây bao nhiêu cái toilet, mỗi học sinh là một cái toilet vô trong để ngồi. Rồi bây giờ cũng nói chúng tôi là như thế nào? Thầy nhiều làm sao? Là sao? Nhưng mà mình phải điều tiết với nhau chứ. Toilet thì 2-3 cái là được rồi. Chủ yếu là mình lo cho lớp học. Trời ơi, chị xây cái gì mà dữ vậy? Dạ chào anh ạ. Dạ chào anh. Dạ. Cho tôi gặp hiệu trưởng. Dạ em là hiệu phó. Mà đây là hiệu trưởng. Ai đây? Trân trọng giới thiệu, tôi đang là đương kim hiệu trưởng của trường này. Rồi, 7-8 lần rồi chị ơi. Dịch tới đây kiếm ai, kiếm hiệu trưởng có việc gì? Xin con vô lớp phải không? Trường của tôi là trường điểm, muốn vô khó khăn lắm, không phải tầm thường. Toilet 5 sao mà. Tự giới thiệu cho chị biết, tôi thanh tra huyện. Bắt tay anh. Hỏi. Ngồi, lấy nước ra mấy đứa. Ngồi. Mời thanh tra ngồi. Anh là thanh tra hả? Dạ. Chánh. Anh tên gì? Chị. Dạ em mời anh ngồi. Dạ thôi anh đừng có ngồi, bây giờ anh vô anh tham quan lớp học đi. Anh coi bây giờ nó xuống cấp. Bây giờ tôi nghe trưởng hay phó? Dạ nghe trưởng chứ, em là đương kim hiệu trưởng ở đây. Dạ. Đương kim hiệu trưởng ở đây. Dạ. Tôi thích nói chuyện với ông phó. Dạ. Cảm ơn anh. Một sự xúc phạm nặng. Anh ơi, các lớp học bây giờ nó xuống cấp trầm trọng lắm rồi, mà không có ai tu bổ sửa chữa cho mấy đứa nhỏ hết. Xin phép anh thanh tra. Dạ xin phép anh. Cậu phó, dạ. Vô rót nước mời thanh tra liền. Cậu đi. Dạ nhưng mà em đang trình bày. Vô rót nước liền, sẵn in cái giấy mà nãy tôi nói luôn. Ủa sao? Đi lẹ lên. Dạ. Mặt hoài. Dạ thanh tra uống nước gì ạ? Cà phê soda. Tôi xuống đây không phải để uống nước. Dạ. Tôi được lệnh của huyện. Dạ. Xuống đây xem. Dạ. Huyện cấp tiền xuống. Chị sửa chữa trường học như thế dạ, nào? Dạ sửa rồi. Dạ. Em nhưng mà tại vì người thanh tra bụi bặm quá. Anh Minh, dạ. Vô toilet rửa tay liền. Dạ mời anh vô toilet rửa tay. Hỏi, cảm ơn. Dạ. Không muốn vô toilet. Dạ anh vô toilet đi. Anh vô toilet này là 5 sao rất là đẹp. Toilet y hệt như vũ trường. Dạ đẹp đúng rồi. Lắm. Anh vô liền, dẫn vô liền rửa tay. Dạ mời anh vô đây. Dạ mời anh vô rửa tay. Dạ. Tôi tin chắc khi rửa tay tiếng trong trường đánh tan học vẫn chưa ra. Trời ơi, 5 sao mà. Dạ được không ạ? Dạ xin cho ý kiến của thanh tra. Cậu ơi. Dạ được không thanh tra? Mát chưa? Hai cái tay mát chưa? Dạ đây sách vở giùm thanh tra không luôn. Hỏi, cảm ơn. Dạ, mát rồi thanh tra. Dạ. Dạ anh chào anh. Làm dơ mặt thanh tra thôi. Đưa vô toilet rửa mặt một lần nữa. Dạ vô toilet rửa mặt anh. Tuyệt chung. Rửa mặt lần nữa anh. Phải vô đó. Mở đèn led lên cho thanh tra. Mở vòi hoa sen lên cho thanh tra. Tắm cho thanh tra rồi đưa ra đây cho chị. Dạ. Dạ thưa anh thanh tra. Thôi đưa vô tổng ẩm ướt thì còn nhiều hơn nữa. Dạ. Không có em hết anh. Dạ. Em có mở trái châu chị, mở trái châu cho anh thấy luôn. Dạ, có mở trái châu. Mở trái châu luôn chứ chiếu hết. Dạ xin lỗi. Dạ nên em gửi nước cho anh. Dạ. Thôi khỏi cầm đi. Dạ mời thanh tra. Bây giờ làm việc được chưa? Dạ được. Dạ xin phép là dạ để em sai cấp dưới chút xíu. Dạ. Tôi yêu cầu cậu đi vô lấy cái khăn ướt, lau cái áo vest cho thanh tra. Dạ. Xin lỗi thanh tra. Mà em đang trình bày về cái lớp học mà. Sẵn in cho tôi cái tờ giấy hồi nãy tôi nói luôn. Sao mà in giấy đuổi việc em hoài vậy? Cái gì vậy? Hiểu phó. Dạ. Đi cho tôi. Dạ xin lỗi chị là trưởng, chị lớn nhưng mà thanh tra lớn hơn trưởng nữa. Dạ. Em nghe thanh tra. Dạ, thanh tra, dạ. Mời thanh tra nói. Cái bổn phận của bà sai, cậu đi đâu hồi nãy? Dạ, đi lấy nước. Dạ, thanh tra. Dạ, sau đó là đi lấy thanh khăn. Thanh tra, tôi là hiệu trưởng, không phải là bà. Cho tôi phép, xin. Dạ. Hiệu trưởng sai cậu. Đương kim hiệu trưởng. Hiệu trưởng sai cậu đi lấy cái gì? Dạ, lấy khăn cho anh à. Lấy nước cho anh. Dạ lấy nước cho anh. Lấy nước xong đưa đem vô. Dạ hồi nãy em có đưa mà anh đuổi em ra. Dạ bây giờ đi. Dạ thông cảm đi. Tại vì nước phải mua căng tin, trường không có miếng nước nào hết. Sao cái vụ này cậu dẫn tôi đi coi tất cả lớp. Dạ trời ơi. Đi lấy liền cho tôi. Dạ kính thưa thanh tra. Dạ. Bây giờ chúng ta làm việc được chưa? Dạ làm được rồi. Rồi. Dạ bây giờ sao?
sửa chữa thế nào? Dạ dạ dạ, cái trường này sửa ngon lắm anh. Dạ. Báo cáo cho là từ toilet cho dạ. tới sân vườn làm dạ. sạch sẽ đẹp. Dạ. Y như công viên luôn anh mà dạ. tham quan, nhất là cái toilet đẹp dạ. nhất ở trong trường luôn. Hồi nãy là mới cái chỗ rửa tay phải không? Dạ, rửa tay. Bây giờ đưa thẳng vô toilet luôn. Dạ đưa thẳng. Đưa thẳng vô toilet. Vô sâu nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Mời anh ra. Thôi khỏi. Tôi tới đây là để tham quan trường và kiểm tra trường chứ không phải kiểm tra toilet. Dạ thì lúc mà cho gửi tiền xuống đây thì có yêu cầu là phải có toilet trong nhà trường cho nên chúng tôi đã đặt nặng vấn đề toilet hơn. Toilet ở nhà tôi có rồi. Dạ mà ở đây đẹp hơn. Dạ đẹp lắm. Đẹp. Không cần biết, rửa tay rồi sạch. Cười quá đâu rồi. À. Dạ để cái này khăn rồi. Cảm ơn cảm ơn dạ, cảm ơn. Bây giờ cậu dẫn tôi đi vô coi coi. Chưa thanh tra. Dạ cho một phút bây nhờ nhân viên. Đây là cậu phó và em trưởng em có quyền. Dạ. Phó, em chạy vô em mua cái khẩu trang luôn. Khẩu trang em chạy ra đầu đường mua cái khẩu trang cho thanh tra. Bị gì ở đây anh cha này hát xì dữ lắm. Khẩu trang. Ủa, sao đi em hoài vậy? Em đi. Khỏi. Dạ em gửi anh. Bây giờ cậu dẫn tôi đi. Đi vô coi mấy cái lớp học. Dạ thôi chị đủ việc em. Để em ra em mua cái khẩu trang cho tròn nhiệm vụ. Tôi chịu trách nhiệm. Dạ thôi khẩu trang hay mua khẩu trang. Dạ khẩu trang này anh. Ủa không phải bên đây. Dạ cái này khẩu trang. Đi dạ. coi lớp học ông có đeo khẩu trang nè. Dạ không phải đâu, tại vì cái anh thầu nãy nói xì quá, mất vệ sinh quá. Dạ. Bây giờ em dẫn anh vô xem phòng học được chưa? Đi. Dạ. Mời anh qua bên đây. Bên nào? Bên đây nè. Anh vô anh nhìn đi rồi anh thấy tội mấy đứa nhỏ lắm. Dạ. Trời ơi. Chết rồi chị ơi. Đi theo đi theo đi theo. Trời. Trời ơi ông hiệu phó này ông rảnh ghê. Ông dắt con thanh tra đi vòng vòng mấy cái lớp học. Rồi ông thanh tra thấy bể chỗ này sụp chỗ kia nó tùm lum hết. Còn cái bà hiệu trưởng nó ăn cho cố vô á, nói mình làm có 150 triệu phải không, 1 tỷ mấy. Rồi giờ lỡ phát hiện ra cái đền lây trời ở tù luôn, trời ơi ấu ghê. Cái lớp học gì đâu mà nó cũ bụi không, làm sao mấy đứa nhỏ học được. Dạ hôm nay anh xuống anh coi hiện trường là anh thấy rồi đó. Sàn á thì nó ổ voi ổ gà không, trần á thì nó sắp sập tới nơi rồi, bàn ghế thì thiếu đủ thứ hết mà bụi bặm như vậy, mấy đứa nhỏ học thấy tội lắm anh. Chị trưởng chị nói vô đi chứ chị. Chị đứng chị dòm không vậy? Dạ, dạ thưa thanh tra. À, sàn đó là theo như cái kinh nghiệm mà nhà thầu xây dựng đó, dạ. đương kim xây dựng bây giờ đó thì cái sàn và cái trần dạ. đó thì bao nhiêu năm nữa mới sập cậu nói tiếng á? Dạ theo như là em nghiên cứu mà cái tay nghề của em trong 20 năm làm xây dựng đó, thì cái trường học này với cái sàn này là bèo lắm, phải 50 năm nó mới sập. Không dám 50 năm đâu, 5 tháng nữa nó sập một cái rầm rồi. Không, nó bậy rồi, nhiều khi 5 ngày nó sập rồi đó. Đi rồi, thấy chưa, thấy chưa? Không, phải 5, 10 năm nữa. Dạ. Bậy. Không bao giờ sập. Những cái lỗ đó, dạ. lỗ voi và lỗ khủng long đó là chi giữ lại tuổi thơ của các cháu. Dạ. Để các cháu có chỗ chơi bánh bi nè, chơi đánh đáo nè, chơi đá gà nè. Nhiều thứ chơi, dân gian. Dạ, thưa thanh tra, cho nên chúng tôi là ngành giáo dục chúng tôi phải bảo tồn lại những cái trò chơi dân gian đó. Rồi. Di sản của lớp. Di sản. Tôi sẽ về huyện báo cáo lại. Dạ. Là có nghĩa là tất ổ voi ổ khủng long luôn á. Khủng long. Dạ. Là chị giữ lại. Dạ. Không sửa chữa. Dạ. Rồi tiền huyện đưa xuống đâu? Dạ. Xây toilet năm sao. Dạ. Đã xây. Toilet nữa. Dạ toilet. Phải sạch và đẹp cho các cháu giữ vệ sinh sạch sẽ mới vô cái lớp bụi đó học được. Chỗ này chỗ đi học chứ đâu phải chỗ vô đi toilet. Nhưng mà nó chưa sập. Cũng giống như đơn giản như một cái ghế đá như thế này. Đây là chiếc ghế đá mà ngày xưa tôi tới cái trường này học. Bây giờ tôi là hiệu trưởng luôn mấy chục năm tôi vẫn không thay. Tại vì sao? Rất là chắc chắn không thể nào sập. Chiếc ghế đá nặng như thế này vẫn để lên sàn này được. Có nghĩa là sàn này rất chắc. Đây, sàn không bao giờ sập. Không bao giờ sập. Thấy hay chưa? Hay lắm. Thanh tra sợ phải không? Đến ngay chỗ của thanh tra, tránh ra coi phó. Không bao giờ sập. Nó nhúc nhích cho kìa. Nhúc nhích cho vui vậy thôi. Thiếu nhi nó khoái động đầy, nó không thích đứng im. Đó. Dạ, trường của tôi là chắc chắn không bao giờ sập. Không sập. Làm sao mà sập được? Đó. Không sập. Trời ơi. Đây, các cháu đang học phải không? Đang học. Trời, lùa các cháu ra. Dậm. Anh ơi. À, sập. Trời ơi. Sao vậy? Trời ơi! Cái gì đó? Chết rồi. Sao vậy? Đây nè, anh coi nè. Rồi, gãy cẳng rồi. Gì vậy? Sao bước vô bước ra đổi tướng luôn rồi? Làm như là để vô cho có thôi, chứ bây giờ nó muốn lắc đường nào là mình đi đường đó. Sao không? Chị thấy sao rồi? Thôi rồi, chị ngồi xuống đây đi chị ơi. Em nói chị rồi, ở trong đó là nó mục lắm rồi, nó sắp sập tới nơi rồi. Vô dậm vô. Cho nó cũng mình tới.
Bà mới lớn bà dặn còn đổ rồi ông dặn cho nó banh luôn đi. Sáng mắt chị ra chưa? Ngã lên trai chân. Nè. Đưa đi liền. Đem bà vô phòng y tế đi. Dạ. Dạ em báo cáo với thanh tra là trường của em toilet thì nhiều mà phòng y tế thì không có bao nhiêu. Là không có cái nào hết. Tiền của huyện đưa xuống đâu? Dạ xây toilet, xây toilet hết rồi. Nửa toilet nữa. Vậy là tôi hiểu rồi. Cậu ra đây. Dạ. Tôi sẽ về báo cáo với huyện. Dạ. Chị sẽ bị cách chức. Và số tiền của huyện cấp xuống để sửa trường học cho mấy đứa nhỏ. Hai người ăn chận ngăn bớt phải hoàn trả lại cho thật là nhanh. Còn nếu không, nếu không giải quyết cho sớm, tôi sẽ trình lên cấp trên nữa. Dạ, nhưng bây giờ em nói báo cáo với lại bên anh thanh tra. Dạ em nói thiệt luôn, không có giấu giếm gì nữa. Nói về cái nghề thầu xây dựng này em làm mới có mấy tháng à. Tay nghề yếu lắm. Nhưng mà hiệu trưởng thì bà kêu vô đây thầu ở nguyên cái trường này, làm xây cất nhiêu 1 triệu, bà ghi vô 10 triệu, 1 tỷ ghi vô 10 tỷ, dư nhiêu bà hiệu trưởng lấy hết, chi em có mấy trăm triệu à. Đó, chị sáng mắt chị ra chưa? Cái này là tại vì cái lòng tham của chị mà ra hết á. Đâu có sáng. Bây giờ trắng giả luôn rồi. Đó. Bởi vậy người ta nói câu tham thì thâm. Đi kế mày mà cái nguy cơ tử vong tao như chơi á. Đây là một vụ bắt cóc kinh thiên động địa. Đúng vậy. Tại sao bây giờ người ta bắt ếch, người ta không bắt, người ta lại bắt con cóc? Biết chim gì không? Chim gì? Chim cút, chim bơ.